Ronaldo sắp chia tay bạn gái Georgina Rodriguez. Theo báo giới Bồ Đào Nha, C, Ronaldo đang có trục trặc với cô bạn gái Georgina Rodriguez. Gần đây, Ronaldo gây phẫn nộ khi có hành vi dùng tay nắm lấy bộ phận nhạy cảm, đáp trả lại cổ động viên sau trận Al-Nassr thua Al-Hilal 0-2. Hành động này gây ra một làn sóng phản đối trong cộng đồng người Hồi giáo Ả Rập, thậm chí họ đòi chính phủ trục xuất CR7 khỏi đất nước. Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út đã không truy cứu vụ việc này do nó không được báo cáo trong các biên bản của trọng tài. Vì vậy, Ronaldo đã thoát án phạt. Trước đó, đội bóng của Ronaldo lên tiếng bênh vực tiền đạo người Bồ Đào Nha. Ronaldo đã dính chấn thương. Anh ấy bị đau ở khu vực rất nhạy cảm sau tình huống va chạm với Gustavo Coelho. Đây là thông tin đã được xác nhận, người hâm mộ có thể nghĩ gì tùy ý. Cũng liên quan tới tiền cựu tiền đạo của MU, theo báo giới Bồ Đào Nha, C. Ronaldo đang có trục trặc với cô bạn gái Georgina Rodriguez. Nguồn tin thân cận tiết lộ C. Ronaldo đã nói với Georgina Rodriguez rằng anh đã quá chán nản với hành vi ích kỷ và sự nhạt nhẽo của em rồi. Theo đó, CR7 khó chịu khi Georgina quá hăng hái trong việc quảng bá bản thân thay vì chăm sóc gia đình nhỏ của hai bên. Người mẫu gốc Tây Ban Nha có hẳn chương trình truyền hình thực tế về mình trên Netflix để nói về cuộc sống đời thường giữa cô và C. Ronaldo trong khi đó, CR7 lại muốn giữ kín chuyện gia đình. Bên cạnh đó, Georgina còn được cho là nghiện mua sắm. Trong bộ phim trên Netflix, Georgina nói rằng đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhưng thực tế không phải như vậy, một nguồn tin từ Bồ Đào Nha cho biết. Bình luận viên truyền hình Leo Cairo, người có mối quan hệ thân thiết với mẹ Ronaldo, bà Dolores, cũng có chung suy nghĩ. Người này thậm chí cho rằng Ronaldo sẽ không kết hôn cùng Georgina. Như tôi đã chia sẻ suốt cả tháng qua, mối quan hệ của họ, Ronaldo và Georgina, không tốt và nhiều khả năng họ sẽ chia tay. Ronaldo đã chán ngấy Georgina, đó là sự thật. Tôi vẫn cho rằng sẽ không có đám cưới nào hết, Cairo chia sẻ.